Ở hiện tại tàu thầy chán nga, bây giờ chủ yếu là tiền, nghe phát ngán mở mắt ra phải nghĩ kiếm tiền, chán 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 không tự nuôi bản thân thì ai mà mang, bang 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 nga. Money, I want money and family, I want money and family, I want money and family. Xã hội này nó sẽ ra sao nếu như mày không có tiền? Chân mang dép, chân mang giày, mày nhìn xem mày có quyền. Chỉ cần có tiền trong tay, tất cả mày có thể làm phiền. Ngồi một chỗ và tay chỉ cho tự động có người làm liền. Hey yeah, sao mà căng quá vậy ta? Giờ tao vừa mới ngủ dậy đã thấy tốn 200k. Nào tiền điện, nào tiền nước, tiền cúng cho ông mang, và tiền ăn và tiền ngủ, tiền thủ khi bệnh mang. Sáng hôm nay tao mở mắt dậy mà nhà tao ở ngay kế chợ. Người lao động vẫn cứ xôn xao, mọi người vẫn cứ nôn nao. Người bán cá, người bán rau, mẹ của tao thì bán tép. Lâu lâu có mấy ông mang ghé tao, mọi người chạy mất dép. Away, cho tôi xin lại thâu tép đi. Gia tài tôi có nhiều đó, xin mấy anh đừng có ép chi. Tôi còn phải lo ba đứa con rất nghe lời và lễ phép. Anh nói là về nhà anh, cho anh tiền rồi lấy tép. Nhắc cái xã hội ở hiện tại tao thấy chán ngang, mày xe chủ yếu là tiền, nghe phát ngán mà mắt ra phải nghĩ kiếm tiền, chán 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 không tự nuôi bản thân thì ai mà mang, bang 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 ngắt. Money, I want money and family, I want money and family, I want money and family. Ngày xưa tao nhớ anh em thường nói tình nghĩa là trên hết, nhưng bây giờ anh em mà không có tiền, tao nghĩ mày nên đi chết đi. Tình nghĩa cái đéo gì khi mà tiền mày không có? Sự thật quá mất lòng, không tiền ngọt bùi như chó. Đi ra đường phải luôn tỉnh táo, không gặp giật đồ cũng gặp thằng ngáo. Nếu như mày chống thì ăn đống, còn nếu mày láo thì hấp chết cái màn ơi. Đang đi bon bon cũng bị ăn cướp thiệt là xui, do tao la lên đứng lại ăn cướp. Thằng ăn cướp nó giật cái vỏ của người ta, nó chạy như là ma làm hết số hết ga. Nó tông trúng thằng bé đang cầm tay một bà già, nói cho cùng sáng cho cùng cũng vì tiền từ nó mà ra. Điều tao muốn nói ở đây tiền không phải là một vấn đề, nhưng mà nếu như mày không có tiền nhìn mày chẳng khác gì thằng hề. Lời tao nói, lời tao rap nghe mất lòng, mày đừng cấu, nhưng mà nó là sự thật mà anh em mình cần phấn đấu đó. Có tiền mày là nhất, mày có quyền làm điều mày thích. Có tiền mày là chất tiêu xài thì mặc sức. Có tiền làm phiền thiên hạ chẳng còn bị khi dễ. Có tiền nhiều người thưa dạ sẽ nhiều người kính nể. Cùng làm phấn đấu mà ta kiếm tiền, làm việc nghiêm túc và ta kiếm tiền. Tiền nằm trong ví nó ta kiếm tiền, cày bừa chăm chỉ đừng đi kiếm phiền. Just wanna think about the guts and the thirst. Hey man, wanna ring, when did you change? That's why this brotherhood is gonna be felt like a sham. Yeah, if you wanna fucking burn up your jam, you care for your own and just caring for your flow. I get you never know things around you. Gotta go, everything you gotta go, everything gotta go. Cách đây mấy tháng thì tao còn nhiều thứ để lo. Anh em gầy đẹp danh vọng và những thứ tụi mày đéo có. Rồi khi bước vào cuộc chơi mất hết mới thấu hiểu cuộc đời. Con người sống với nhau mưu tính chỉ toàn là danh lợi, để vì tiền bạc tụi mày luôn đặt lên trên hàng đầu. Cũng vì những thứ đó mà anh em chém giết lẫn nhau. Nhiều khi tao muốn khuyên can nhưng đéo thằng nào đủ trình hiểu. Ngược lại mày chỉ xem tao như thằng tranh con nó nhiều. It's okay, đéo nghe tao thì thôi cũng không sao. Vì già đừng hỏi tại sao bên mày không còn thằng bạn nào. Đừng thắc mắc vì sao mỗi khi gặp mày tao làm lơ. Do những chuyện mày làm chỉ khiến tao muốn đưa mày lên bàn thờ. When you're sitting on the top of the world, you just wanna think about the guts and the thirst. Hey man, you wanna ring, when did you change? That's why this brotherhood is gonna be felt like a sham. Yeah, you wanna fucking burn up your jam, you care for your own and just caring for your flow. I get you never know things around you. Gotta go, everything you gotta go, everything gotta go, go. Cứ xem tụi mày là đàn anh mẫu mực, để thằng khốn tung hoành mở miệng giả nhân nghĩa đạo đức. Bởi
cô mấy, ai biết được đằng sau những chuyện mày từng làm và những chuyện mờ ám, tất cả xuất phát từ lòng tham. Ta không care, ta giả điếc chứ không phải không nghe không biết. Một thằng có tài mà đéo có đức thực sự là đáng tiếc. Cứ nghĩ đồng tiền mang lại cho đời này nhiều thứ quan trọng, khi mày còn tay trắng mày hiểu được ý nghĩa bên trong. Dù cho mọi người không tin nhưng điều đó vẫn là sự thật. Vì tiền con người đều có thể thay đổi đi bản chất. Vì tiền dù có lương tâm nhưng vẫn tự mình đánh mất. Đó là lý do muôn đời đồng tiền vẫn là cái thứ dơ bẩn nhất. When you're sitting on the top of the world, you just wanna think about the guys and the girls. Hey man, I wanna ring, when did you change? That's why this brotherhood is gonna be fed like a sham. Yeah, oh, you wanna fucking run up your jam. You care for your own and just can't ring for your flow. I get you never know things around. You gotta go, everything you gotta go. Everything gotta go, go. Tiền giúp bên nợ lo tan đi.